Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau 4 ngày nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Thị Kim Cúc, 22 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh, 8 năm tù giam về tội giết người và 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt là 10 năm tù giam, đồng thời xử phạt 5 bị cáo khác cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, Cúc là công nhân và Nguyễn Thị Trang là phó quản lý xưởng xảy ra mâu thuẫn. Dù được giảng hòa nhưng chiều cùng ngày, Trang vẫn bực tức và rủ thêm người đến cổng công ty tìm Cúc để giải quyết. Vào khoảng 16 giờ 35 phút ngày 9 tháng 3, sau khi tan ca, Cúc ra cổng gặp Trang và nói chuyện. Mâu thuẫn xảy ra, Cúc đã cầm dao đâm. Hậu quả vụ việc khiến một người tử vong, 4 người bị thương. Cáo trạng cũng nhận định hành vi của 5 bị cáo tham gia đánh Cúc đã gây mất an ninh trật tự tại khu vực công nghiệp, xảy ra hậu quả chết người, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hai mẹ con ruột gồm Hồ Thị Lưu và Hoàng Thị Hằng, thường trú tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lưu cùng với con gái là Hằng vào xã Bản Việt để mua một bánh ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch. Khi hai đối tượng đã mua ma túy xong và mang về đến khu vực km 8 150 quốc lộ 4D thì bị tổ công tác bắt quả tang. Tổng số lượng ma túy thu giữ là hơn 350 gram. Lợi dụng đoạn đường vắng người đã dùng súng nhựa để đe dọa và cướp xe máy của nạn nhân. Đối tượng Nguyễn Văn Dù sinh năm 2000 vừa bị công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cướp tài sản. Ngày 24 tháng 3, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Dù đã đến cổng bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công thuê một tài xế xe Honda chở khách đi xã Tân Đông. Khi đến một đoạn đường vắng người, Dù đã dùng súng nhựa để đe dọa cướp xe máy của nạn nhân, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua điều tra truy xét, công an huyện Gò Công Đông tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Dù thừa nhận hành vi cướp xe và khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy khác. Trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Đặng Văn Trai, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Lị 12, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Đông Anh, Hà Nội là đối tượng Phan Thùy Dương, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có sẹo cách 3cm dưới trước đầu mắt phải. Và đối tượng Lê Khắc Hảo, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, bị Công an huyện Thường Tín, Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trên sau đuôi lông mày trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.